Đây là chị của tôi. Và tôi rất ghét bả. Em đi đâu vậy? Không ăn cơm hả? Không, đi ăn với bạn. Khỏi chờ cửa. Dạ chưa? Ok. Tối nay em đếm giờ mà. Bye cưng. Đưa tiền đó học phí. Tiền học phí gì nữa? Tuần trước chị đưa cho em rồi mà. Thì cái đó là tiền đóng học phí khác. Còn này là tiền đóng học anh văn. Nè, em chưa đóng tiền học phí phải không? Sao suốt ngày chị thấy em đi chơi không vậy hả? Ừ đó, tôi chán học, tôi đi chơi đó. Tôi không có muốn nhìn thấy ba mặt của bà. Nè, chị đi làm kiếm tiền để cho mày trở thành con người như vậy đó hả? Rồi làm sao tao nói với ba má đi hả? Bé đi. Đừng có nhắc đến ba má trước mặt tôi nữa. Không phải do bà, mà ba má mới mất hay sao hả? Con chờ ba chút xíu, ba chở mẹ con qua phòng khám rồi qua rước con liền. Con không biết, để lên cho con.
nếu bạn hỏi tôi hạnh phúc là gì, tôi sẽ trả lời rằng hạnh phúc chính là giây phút hiện tại tôi đang sống. Tai nạn giao thông đã cướp đi của chị em tôi một mái ấm, thế mà mối tình thân thiêng liêng đó đã bị tôi nhẫn tâm ruồng bỏ. Cho đến khi sắp mất đi mới nhận ra nó thật sự quý giá biết bao. Bởi vì bạn có thể có nhiều bạn bè, nhưng gia đình thì chỉ có một, nơi tình yêu luôn luôn hiện hữu. Trời ơi, té thiệt quá. Đúng rồi. Rồi, quất. Quay lại thử coi. Mày ba. Đẹp rồi. Không đi. Diễn. Không người xuống. À, các bạn thân mến, đây là cái giây phút mà nuôi cảm xúc của nữ nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Một cái cục đen. Đây là cảnh ngồi bơ vơ của bạn ấy giữa đường đây. Rất là nhiều người qua lại nhìn thấy. Ôm sát vô. Lắc đầu. Xấu xí rồi. Em bị xấu xí rồi. Không có vậy được. Hãy cứu chưa rồi mà. Đặt lại. Ủa là gì vậy? Nè. Đúng rồi, nhiều vô, nhét vô, dồn vô. Dồn vô em. Ăn đi mày, dồn vô. Tay của chị đâu, lên tém tóc cho em giùm mày.